Hello anh Thái. Hai. Hai à, cái này cô. Sao con? Sao sao hai tài khoản nó đang nghiện này? Ồ, vì cô làm rơi máy tính và cô đang phải dạy bằng cái máy bàn với lại cái điện thoại của cô. Cô làm rơi máy tính nhà nó hỏng cái sạc. Ok. Hỏng sạc rồi. How are you today? À, phải. Yeah. Cô thống nhất lịch học với An Khánh là lúc 7:15 nha con. Được chưa? Bởi vì cô không biết là Khánh học muốn học lúc nào, 7 giờ hay 7:15, nên cô cứ chờ từ 7 giờ. Nên là mình sẽ thống nhất lịch luôn là lịch học của mình sẽ là vào lúc 7:15 phút nhá. Được chưa? Ok, được rồi. Nào, đợi cô một chút để cô mở bài lên nhá. Đây. Here. Nào, hôm nay thì cô sẽ biết điểm chưa? Xây cộng cơ. Con bị sai linh tinh. Bị sai những cái ví dụ sai chính tả chẳng hạn. Đấy. Nhiều lỗi rất là nhiều lỗi vớ Nếu vẩn. không sai chính tả con được bao nhiêu điểm hả cô? Tầm 8. Ok, được rồi. Nào, mình sẽ học, tiếp tục học nhá. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Con nhìn rồi cô. Ok, nay mình sẽ tiếp tục học về Unit 7, Moving and Speaking. Bây giờ cô kiểm tra bài cũ của An Khánh một chút. Kiểm tra phần từ vựng. Nào, bounce. Bounce là gì con? Bao là nảy lên. Đúng rồi, chính xác, rất tốt. Shout. Shout là gì con? Hết rồi. Đúng rồi. Tiếp theo, carry. Carry là gì? Bê vác. Đúng rồi, chính xác, rất tốt. Tiếp theo, cô có từ push. Push là gì? Push là đẩy. Đúng rồi. Tiếp theo, build. Build là gì Build con? là xây. Chính xác. Tiếp theo, smell. Smell là gì con? Smell là ngửi. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo, throw. Throw là gì con? Throw là ném. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo, call. Call là gì? Cô là gọi. Chính xác. Tiếp theo, clap. Clap là gì con? Clap là vỗ tay. Chính xác. Ok. Tiếp, catch. Catch là gì con? Là bắt. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo, pull. Pull là Là gì? kéo. Chính xác. Kéo. Tiếp theo, chat. Chat là Là gì nói con? chuyện. Đúng rồi, tán gẫu. Được nhờ. Tiếp theo, whistle. Whistle là huýt sáo. Chính xác. Tiếp theo, whisper. Là thì thầm. Chính xác. Tiếp theo, hold. Hold là cầm. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Tiếp theo, believe. Believe là tin tưởng. Đúng rồi. Tiếp theo, describe là gì? Là tin là miêu tả. Chính xác. Tiếp theo, guess là gì? Là đoán. Chính xác, đúng rồi. Tiếp theo, tractor. Tractor là gì con? Tức là máy kéo. Chính xác, xe máy kéo. Tiếp theo, hill. Hill là Tức gì? là núi. Đồi, núi, đồi. Được chưa? Núi là mountain, nhưng này chỉ là đồi thôi. Hill. Được chưa? Tiếp theo, taste. Ném. Sai rồi, nếm. Nếm, mày ném nhá. Nếm. Được chưa? Ok, được rồi. Nào, con đã làm xong bài này rồi này. Xong hết. Làm đúng hết. Sang unit S Nào. Con đã học xong bài này đâu. Trong bài này thì con sẽ phải look at the picture and tell the story. Nhìn vào bức tranh và kể một câu chuyện, được chưa? Nào, bây giờ giới thiệu một chút về câu chuyện này nhá. These pictures tell a story. Những cái bức tranh này nói lên một câu chuyện. The names of the story is Kim can't talk today. Tên của câu chuyện này là Kim không thể nói ngày hôm nay. Look at the first picture. Hãy nhìn vào bức tranh đầu tiên. Kim is going out. Kim đang ra ngoài. His mother is giving him a scarf. Mẹ của cậu ta đưa cho cậu ta. Scarf là gì con? Khánh? Câu chuyện này nói lên. Scarf là gì con? Scarf là khăn quàng. Đúng rồi, rất tốt. Là mẹ của cậu ấy đã đưa cho cậu ấy cái khăn. Cô ấy nói, Kim, you must wear your scarf today. Con phải đeo khăn ngày hôm nay.
It's really cold and very windy outside. Rất là lạnh và gió ở bên ngoài. Được chưa? Tiếp theo nhá. Nào, tiếp theo. Con hãy viết cho cô mà hai câu miêu tả về bức tranh này. Được chưa? Để viết cho cô hai câu miêu tả bức tranh này thì người ta có cho con là hai câu gợi ý ở đây. Is Kim wearing his cap? Kim có đeo chiếc khăn quàng không? Where is Kim putting his cap? Và Kim để cái khăn quàng ở đâu? Được chưa? Thì con hãy miêu tả bức tranh này dựa vào bằng cách là trả lời hai câu hỏi bên cạnh. Rõ không hả Khánh? Cô đút, đút là gì hả cô? Hả? Put là để, cô vừa dịch thế. Put là để, cô vừa dịch thế con. Cô vừa dịch là Kim để khăn ở chỗ nào thế con? Ok cô. Được chưa? Hãy viết hai câu, ít nhất là hai câu để miêu tả bức tranh này cho cô dựa vào hai câu hỏi bên này. Rõ chưa? Rõ chưa con? Ok, con làm đi nhá. Cô đi vệ sinh đúng một phút. Đúng một phút là hết bài không cô? Cô đi vệ sinh một phút rồi cô vào ấy. Được chưa? Cô đang bị ốm. Ăn thành xong chưa con? Xong rồi cô. Ok, nào con nói cho cô nào. Kim wearing a scarf. Đọc lại câu đấy cho cô nghe. Kim wearing a scarf. Chết rồi Khánh ơi, sao lại đặt câu như thế à Khánh? Cô dạy con là đây, cấu trúc của thì đây là gì à? This. Kim is thì. Nào nghe cô nói. Đây là cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn thì đã chú với to be. Còn với mình. Khi mà con phủ định nói thì sẽ thêm not đằng sau to be. Và nghi vấn thì sẽ đổi đảo to be lên trước chủ ngữ. Nghe không cần. Thì đây khi mà con nói là Kim không phải là Kim đâu. Kim không đeo khăn thì quàng thì con phải áp dụng cấu trúc cho con. Kim is not wearing his cap mới là đáp án đúng. Đây chứ con, sao no cái gì đấy? Con không phải tiếng Anh, không phải là ghép từ để vào đâu. No là không thì Kim không đeo khăn là Kim no wearing. Thế là sai hoàn toàn. Con phải học cấu trúc và con phải nhớ cấu trúc câu. Đây là nhớ cấu trúc về thì. Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Cô dạy An Khánh rồi. An Khánh quên mất rồi. Nào, con nói lại đi. Kim is not wearing his cap. Ok, tiếp. Nói tiếp đi. Kim is putting in the pocket. In the pocket. Không phải pocket. In his pocket. Được chưa? Được rồi, tốt rồi. Tiếp. Nào, miêu tả tiếp cho cô bức tranh này. Bức tranh này sẽ phải miêu tả dài hơn
bởi vì là nó có nhiều nội dung hơn. Thì để miêu tả bức tranh này, con cần trả lời những câu hỏi nào? Đầu tiên, where is Kim now? Hiện tại Kim đang ở đâu? Câu hỏi thứ hai, is his team playing well? Đội chơi của team có chơi tốt không? Cái đội trên sân ấy, có chơi tốt không? Tiếp theo, is he shouting a lot? Có nghĩa là gì con? Shouting là hét to hay không? Đúng rồi, anh ta có hét rất nhiều hay không? Tiếp theo là is he wearing his scarf là gì con? Là anh ấy có đeo khăn quàng hay không? Chính xác, rất tốt. Tiếp theo câu cuối cùng là is his friend wearing a scarf là gì con? Bạn của chàng trai có đeo khăn quàng hay không? Đúng rồi, bạn của anh ấy có đeo khăn hay không? Chưa? Để miêu tả bức tranh này thì con hãy trả lời cho cô bằng 5 câu này. Nghĩa là viết 5 câu để miêu tả bức tranh này. Anh Khánh rõ chưa con? Rõ rồi không? Ok, con làm đi. Anh Khánh dạo này cô thấy dịch tốt hơn đấy, rất tốt. Cố gắng dịch để nghĩa là mình có từ vựng rồi nhưng mà mình phải hiểu được người ta hỏi gì thì mình trả lời nhá. Được chưa? Và đặc biệt lưu ý về ngữ pháp cho cô. Anh Khánh đang bị một cái là anh Khánh đang hơi không tập trung vào phần ngữ pháp đấy. Và anh Khánh phải tập trung vào nó thì một con mới tạo được câu đúng. Được chưa? Nào làm đi con.
À, Khánh viết được mấy câu rồi con? 4 câu rồi cô. Ừ, ok, viết nốt đi. Con viết xong rồi cô. Nào, con đọc cho cô nghe. Him is on the football field. Hả? Con nói gì đấy? Anh ơi. Con đây cô. Con nói gì đấy? Con đọc lại cho cô nghe rồi nào. Him is on the football field. On the football player. Football. Đây để con ghi từ đấy ra cô. Ừ, con ghi cho cô xem. Con ghi trên màn hình ấy. Con có viết lên màn hình cho cô. Ok. Mình chat đi cô ơi. Nào. In the football field á. Field này là ruộng con ạ. Sân bóng Còn... rồi cô. Ừ, nhưng mà nó không, đây là cái gọi là cái sân vận động con ạ. Ở đây phải là cái sân vận động là stadium. Dạ. Mà không, con không thể sử dụng được in được. À, con đã sử dụng là on đúng không? On đúng rồi. On là sai. Cậu ấy đang ở trong cái sân vận động. He's in the stadium. Được chưa? Hoặc muốn nói rõ là sân vận động này đang như kiểu môn thể thao mà anh ấy ta đang xem là bóng đá chẳng hạn, thì con sẽ nói là Kim is in the stadium now. He is watching a football match. Được chưa? Nhá. Kim is in the stadium now. Chờ. He is watching a football match. Được chưa? Không phải là phiêu phiêu gì đâu nhá. Đây là sân vận động con ạ. Được chưa? Tiếp theo con nói tiếp. Kim is his team play well. Sao lại cái gì? Đọc lại cho cô. His team playing well. Động từ to be ở đâu? À, quên, con chưa đọc từ ít. Lại đi. His team is playing well. Ngon. His team is playing well. Tiếp. He isn't shouting a lot. Ơ, cô nghĩ là bạn này đang hô nhiều chứ. Bạn đang hô mà. Bạn của bạn đang hô bằng bực. Là cái bạn độ bạn chơi. Đang hô chứ, bạn này có hô đâu cô. Có, giơ tay thì ra hô rồi, được chưa? Hô nghĩa là rất là háo hức hồ hởi ấy, con hét lên ấy. Đó, thì phải là he is shouting a lot. Sao sao thinh là nói mà cô? Hét, không phải nói, kiểu hô lên ấy. Được chưa? Được chưa? Tiếp con, đọc tiếp đi. He isn't wearing his scarf. Đáp, tốt. He isn't wearing. Ơ, cái này nó bị này nhỉ? Đúng không? Wearing. À, tiếp con. His friend is wearing a scarf. Ok, rất tốt. Đúng rồi. Giỏi đấy. Is wearing a scarf. Chỉ giao rất tốt. Đúng rồi. Ở cái bức tranh này thì người ta miêu tả là Kim hiện tại đang ở một cái sân vận động, được chưa? Anh ta đang xem một trận đấu bóng đá và cái đội mà anh ta cổ vũ ấy thì đang chơi rất tốt. Anh ta đã la hét rất là nhiều. Anh ta, nhưng mà anh ta lại không mặc, không đeo khăn. Nhưng mà bạn anh ta thì lại đeo khăn, được chưa? À, thực ra đây là con mới học cách viết thôi, chứ ngoài ra, không phải ngoài ra mà là khi mà con đã viết thành thạo rồi ấy, thì bắt buộc giữa các câu này của con ấy
nó đôi khi nó đôi lúc nó phải có thể có các từ nối, ví dụ he isn't wearing his cap however, có nghĩa là tuy nhiên, phải tuy nhiên là bạn anh ta thì có đeo, được chưa, vân vân, đây gọi là từ nối, được chưa nào. Nào con chữa cái đoạn văn này vào vở cho cô, chữa sửa những cái câu mà con sai á, câu một đấy sửa đi con, khi nào sửa xong thì bảo cô. Cô xong rồi cô. Cô chưa bật mic cô ơi. À, cô quên mất từ nãy giờ. Cô cứ nói không bật mic. Nào, ở trong bức tranh cuối cùng này con sẽ phải miêu tả dựa vào 4 câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên này, where is Kim now? Hiện tại Kim đang ở đâu? Câu hỏi thứ hai là what is the weather like? Thời tiết lúc này như thế nào? How does Kim feel? Kim cảm thấy như thế nào? Nghĩa là trong người cảm thấy như thế nào? Có khỏe không? Có ổn không đấy? Và cuối cùng là where is Kim's scarf now? Cái khăn của Kim hiện tại bây giờ đang ở đâu? Được chưa? Thì đấy, à, nói chung là nó là bức tranh ấy. Nó giống như việc là con nhìn thấy là bạn này đang không la hét ấy. Thì nó ngoài là việc con nhìn vào tranh thì con hãy tưởng tượng ra. Được chưa? Khi mà con nhìn thấy cái bức tranh này, tên của câu chuyện này là Kim không thể nói. Đúng không? Kim không thể nói ngày hôm nay, đúng không? Thì khi mà bạn này đi ra ngoài chơi thì mẹ có đưa cho một cái khăn nhưng mà bạn này lại không đeo. Thì đến lúc ở cái chỗ sân động thì anh ta đã la hét rất là nhiều nhưng mà lại không đeo khăn. Nhưng mà về nhà thì như thế nào? Thì con sẽ phải diễn tả được cái cảm xúc của Kim lúc này khi mà thời tiết thì mưa rét này. Thì Kim sẽ cảm, con sẽ tư duy và xem là Kim sẽ cảm thấy như thế nào lúc này. Được chưa? Bằng cách Kim không thể nói được đúng không cô? Đúng rồi, Kim không thể nói, Kim can't talk today, được chưa? Được chưa? À là Kim khi ở sân vận động, anh ta sẽ không hét. Không phải, ý là anh ta la hét nhiều quá, sau đó anh ta bị cảm lạnh, anh ta bị viêm họng, anh ta không thể nói con. Mà con cứ tưởng là bị câm. Phải bị câm, được chưa? Đó, con hãy miêu tả bức tranh này bằng cách trả lời 4 câu hỏi tiếp theo cho cô. Where is Kim now? What's the weather like? How does Kim feel? Where is Kim's scarf now? Được chưa? Nếu mà câu hỏi nào mà còn chưa rõ thì có thể hỏi cô. An Khánh có hiểu không con? Cô, weather like là thời tiết yêu thích mà cô. Phải, like này là ở đây không, nó không phải là thích. Nếu mà like là thích thì nó là động từ thường. Mà động từ thường thì phải đi với trợ động từ là do hoặc da. Nhưng con nhìn này, trợ động từ của nó là động từ to be. What is? Chính vì thế cái like này nó gọi là giới từ. Và like này cũng nghĩa là như thế nào, thời tiết thì như thế nào. Rõ chưa? Rõ chưa con? À khỏe, con làm đi. How does Kim feel? Con chỉ dạy ra con không? How does Kim feel? Feel là cảm thấy. Kim cảm thấy như thế nào? Lúc này thì Kim cảm thấy như thế nào? Được chưa? Có hiểu không con? Con hiểu không? Ok, con làm đi. Hôm nay thì mình sẽ chỉ thực hành viết thôi. Đây là một bài thực, một buổi thực hành viết đấy, viết đi con.
Con viết đến câu mấy rồi anh Khánh? Câu 4 rồi cô. Ok, làm nốt đi con. Câu cổ là gì hả cô? Sao con? Cổ là gì hả cô? Cổ á? À con muốn đâu cái cổ á? Mango. Cổ con người á, neck. Neck. Cẩn thận là thô. Thô là cao mà con. Không phải cái thô này cô, là cái thô như kiểu là từ TAIL. Ai? Eo. Tail này là cái đuôi chứ con. Neck là cổ và tail là đuôi. Được chưa? Con xong rồi cô ơi. Nào cô chưa nha. Nào cô đọc đi con. Team is in the stretch. Giờ gì đấy? Stress. Nào con đọc sai nhá. Là đường thôi. An Khánh đọc sai nhiều lắm ý. Phải về nhà phải nghe nhiều lên và phải luyện tập nhiều lên nhá. Đường phố đó là street, không phải stretch. À, street. Street. Được chưa? Vào cậu ấy đi vào cổng nhà rồi mà. Đấy là nhà của cậu ấy đấy. Để cho Kimi hoặc con có thể nói một cách ok hơn, đó chính là Kim đang về nhà. Được chưa? Kim is coming home. Ở đâu cô ơi? Kim là áo xanh mà cô. Ơ. Kim. Kim là à, bạn đấy là không bạn biết. Của Kim. Ừ. Từ nãy giờ con vẫn làm bạn Kim là bạn áo đỏ mà. Được chưa? Kim is coming home. Tiếp con. Tiếp con. Kim the wearing is rain. The, sao lại the wear so it rain là như nào con? The chủ ngữ là weather. The weather xong rồi đến gì nữa con? The weather is rain. Is. Rain là danh từ một con. Rainy. Hiểu không con? Phải là trời đang mưa chứ. Còn rain nó là danh từ chứ con. Được chưa? Mày tím là động từ. Đây phải là tính từ. Cần dùng là một tính từ. Sau to be là một tính từ. The weather is rainy. Tiếp đi con. Kim do the feel cool. Kim feel cool. Cool thôi hả? Mát á. Cô phải cold. Lạnh chứ cold. Cold. Gì nữa con? Kim is wearing a neck. Ô, Kim đang đeo khăn ở trên cổ hả con? Đâu? Khăn của bạn đang ở dưới đất mà. Phát tỉnh để đây cái áo mà. Mưa. Không, cổ bạn làm gì có cái gì đâu. Được chưa? Thì đây phải là như nào con? Đây là Kim scarf. Scarf is scarf in the yes. Street. Street. Được chưa? Đó, được chưa nào? Ok, được rồi, tiếp nhá. Nào, tiếp theo. How does Kim feel
để trả lời cho cô, để miêu tả bức tranh này thì con sẽ trả lời 3 câu hỏi này. How does Kim feel today? Hôm nay Kim cảm thấy như thế nào? Who has come to see him? Ai đã đến gặp, ai đã đến thăm Kim? Và what's Kim's friend giving him? Và bạn của Kim đã đưa gì cho Kim? Được chưa? Thì bạn Kim là bây giờ bạn vừa bị ốm xong, bởi vì bạn không đeo khăn nên bạn bị ốm này. Được chưa? Đó, thì con sẽ miêu tả bức tranh này. Đầu tiên là Kim sẽ cảm thấy như nào? Cảm thấy rất mệt mỏi. Đúng rồi, Kim is very tired. He's sick. Được chưa? Nghĩa là mệt mỏi và bị ốm rồi đấy. Kim is very tired. Được chưa? Chấm, he's sick. Được chưa? Tiếp theo. Who ốm has sick come to see him? Sick là ốm con. À, ốm dùng từ khác hơn sick. Thế ốm có dùng từ nào? Con chẳng biết. Sick có nghĩa là ốm, đây như nào? He's sick. Tiếp theo con. Who has come to see him? Ai đã đến thăm Kim? His friend. Ok, con đọc cả câu đi. His friend. Cái gì đấy? Câu hỏi nó như thế nào? Câu hỏi là thì gì thì con cứ thay vào thì đấy thôi. Ở đây là who là ai đến thăm cậu ấy. Thì con chỉ cần who thay who bằng tên người thôi. Thành his friend, bạn của cậu ấy. Has come to see him thôi. Được chưa? Now, what is Kim's friend giving him? Bạn của cậu ấy đã đưa cho cậu ấy cái gì? His friend is giving a scarf. Giving him a scarf. Rồi. Bạn cậu ấy đã nhặt lại cái khăn và đưa trả lại cậu ấy đúng không? Kim rất là mệt này. Cậu ấy bị ốm rồi. Và bạn của cậu ấy đã tới thăm cậu ấy. Bạn cậu ấy đưa cho cậu ấy cái khăn. Được chưa? Con ghi từ sick vào trong vở đi. Sick có nghĩa là ốm. Ghi đi con. Ok, thưa cô. Đọc cho cô nào. Sick. Sick. Ok, được rồi, tiếp nhá. Đó, thì đây, đây là toàn bộ câu chuyện, đấy chưa? Câu chuyện này là gì? Câu chuyện này là một vào một hôm rất là gió đúng không? Gió rất là lạnh đúng không? Mẹ khi mà Kim chuẩn bị đi chơi thì mẹ cậu ấy đã ra chạy ra và đưa cho cậu này cái khăn, được chưa? Nhưng mà cậu này thì rất là nghĩa là rất là không nghe lời mẹ và cậu này đã nhét vào cái khăn trong túi, được chưa? Và bỏ quên nó, được chưa? Bỏ quên cái khăn luôn. Và cậu này đi đến một cái sân vận động để xem một trận bóng đá. Lúc này cậu hét rất là lớn và gió rất là to, trời rất là lạnh. Tất cả mọi người thì đều hầu như là đều đeo khăn đúng không? Kể cả bạn cậu ấy cũng thế. Đến khi mà về nhà thì cậu này đã cậu khi mà Kim về nhà thì cậu ấy cảm rất là lạnh. Đây này, nhìn thấy cái run run chưa? Rất là lạnh. Cô sao quá? Trước bạn Kim là gì hả cô? Trước bạn Kim là gì con? Hình 4 đi cô. Đây Kim đang ôm cái gì đấy? Có ôm đâu, bạn đang ôm chính mình ấy. Người ta rét thì người ta sẽ kiểu quắp hai quắp tay vào ngực cái con. À, nhưng mà con thấy cái gì ở gần đây để con chụp cho cô xem. Không, cô nhìn thấy mà. Không, nó có cái bàn là... tay, nó có cái gì ở đấy? Đấy là người ta vẽ thì người ta vẽ không được đẹp thôi con. Không phải, có cái gì trước bạn Him nó đang có cái gì nó cứ rơi rơi ấy cô ơi. Rơi là mưa con. Không phải. Cô nhìn kỹ đi cô. Thôi được rồi, mình sẽ không để ý những cái tiểu tiết đấy. À đấy là bạn đang chào. Chỉ là người ta vẽ. Ừ đúng rồi, bạn ấy đang chào tạm biệt bạn ấy thôi. À, thế bây giờ chỉ cô là... mới nhận ra đấy. Chỉ là cách vẽ thôi mà con. Được chưa? Thì Kim lúc này thì Kim đã vẫy tay chào. Được chưa? Người bạn và trở về nhà. Được chưa nào? Đó. Thì khi mà và cậu ấy đã không biết là mình đã làm rơi chiếc khăn ở trên đường. Được chưa? Và hôm sau thì Kim đã bị ốm rồi. Kim đã bị ốm rồi, cốc nước này, bánh này, thuốc ở trên bàn ấy, được chưa? Và cái khăn này, bạn đã bị sổ mũi, sore throat, được chưa? Và người bạn đã đến thăm Kim và trả lại Kim chiếc khăn, cậu ấy nhặt lại. Được chưa nào? Con đã hiểu câu chuyện đấy chưa? Con hiểu rồi cô. Ok, được rồi. Bài tập về nhà của con hôm nay là con sẽ viết lại câu chuyện này cho cô. Cô sẽ gửi cho con những cái hình tranh. Đó, cái slide lúc nãy ấy. Và nhiệm vụ của con là con sẽ phải viết cho cô một cái câu chuyện hoàn chỉnh để kể về những cái bức tranh đó. Hành có làm được không con? Làm được cô ơi. Ok, được rồi. Thế mai con có học được không? Học.
Ok, được rồi. Thế mình sẽ học cả thứ ba, thứ năm và chủ nhật nha. Ok. Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Bye bye con. Goodbye cô.